Xin chào toàn thể anh em audio, và hôm nay là ngày 12 tháng 3. Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn, và chúng ta ngày hôm nay đi vào cặp loa BMB 880C. Đây là cặp tem đỏ cuối cùng mà bên em còn trong cái lô này. Đấy. Thì cặp loa này ngày hôm nay xin phép được review và giới thiệu đến anh em. Trước mắt em thì theo con mắt của em thì nó là một cặp loa còn rất đẹp và rất mới. Với thiết kế là bát 25. Và bát của nó, từ nam châm của nó và côn của nó to đúng như là loa BMB 2000 luôn. Thế chính vì thế mà công suất của nó rất khỏe. Máy của em pin nó yếu nên nó không bật được flash để quay cho anh em xem. Đấy. Từ nam châm kép. Và đây là tép của nó này. Dòng này của nó đang sử dụng là tép của 2000 luôn nhá. Giống hệt tép của 2000 luôn. Và nó là tép của 2000 luôn. Chỉ số thông tin của nó như này đang là của con 2000. Và bên em bán hàng ra thì luôn luôn dán một cái tem vào cái ốc này. Đấy. Đảm bảo cho anh em là loa xịn. Phải nói là rất đẹp luôn. Với trở kháng là 8 ohm. Trên 500 đang ghi là 2W. Dòng này nó được sản xuất tại China. Với công suất 1000W một cặp loa này, một bên loa. Chúng ta có bỏ qua mấy vấn đề về công suất nhé. Nhiều anh em cứ phải tìm con âm đẩy nó cũng phải 1000W thì cái này là sai. Bởi vì cặp loa này là 1000W maximum chứ không phải là 1000W đánh mang tính chất trung bình. Đấy. Thế nên là chúng ta cứ sử dụng con khoảng chừng tầm 500-600W. Đấy là ok rồi. Đặc biệt là chúng ta muốn tiếng nó hay thì hãy cố gắng tìm những con nguồn điện nó, cái tụ nguồn của nó nhiều. Đấy, giống như kiểu LA ấy, thì là cái phần công suất khi tiếng bát nó đánh ra nó không bị, nó tròn trịa và nó dày dặn hơn. Đấy. Đấy, đây là hai cái nắp ở hai bên. Và số seri của nó đây. Đây, 1000W này, trở kháng 8 ohm này, 880C. 00654. 00654. Đấy, quá đẹp. Thôi đặt lắp vào đi. Đấy, và sau khi là lắp vào thì cái loa tép này, cái loa tép của nó chung của nó sẽ lệch hướng nhau một góc như này. Nó có một cái đệm cao su ở bên dưới, đệm nhựa ở bên dưới. Đó, em đã dán tem đầy đủ hết nhá. Và đây là sau khi đã lắp hoàn chỉnh cặp loa, anh em cùng xem này. Cái này không phải lấy đâu, cái này nó bẩn xốp dính vào, chứ không phải là bị xước nhá. Đây không phải bị xước đâu. Đấy, độ đẹp của nó này, anh em cùng nhìn này. Đó, kỹ lưỡng cho anh em xem luôn nhá. Gần như không thấy một những cái vết xước sát gì luôn. Vâng, và với mức giá là 4,6 triệu một cặp như này và không bao gồm tiền cước phí. Karaoke diện tích phòng 30-35m² là chất lượng ok luôn. Cảm ơn anh em quý vị các bạn đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. Chân thành cảm ơn anh em một lần nữa đã xem và ủng hộ.